Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 565. Tinh không đảo là quần đảo, từ mấy ngàn tòa hòn đảo tạo thành, những hòn đảo này phân bố tại một cái cự hồ nước lớn bên trong, kia hồ nước gọi Tinh Thiên Hồ, linh khí 10 phần dồi dào, chính là sáng đạo nhai thế giới nổi danh thánh địa, đảo chủ Tinh Thiên chân nhân, là năm đó thiên tổ tùy tùng hậu duệ. Năm đó thiên tổ từng đang sáng tạo đạo nhai thế giới ở lại, bên người có 4 cái tay sai. Cái này 4 cái tay sai, các sáng lập một cái thế lực, chính là bây giờ sáng đạo nhai thế giới 4 thế lực lớn. 4 thế lực lớn sư tổ, chỉ có sáng đạo cung sư tổ, đạo huyền tổ sư sống tiếp được, cái khác 3 vị sư tổ, đã sớm tại tuế nguyệt mài mòn, mạt pháp tai kiếp, thú triều thiên tai các loại tai loạn phía dưới, bỏ mình vẫn diệt, cho nên bây giờ toàn bộ sáng đạo nhai thế giới, lấy đạo huyền tổ sư địa vị cao nhất, tất cả mọi người là hắn hậu bối. Năm đó sáng lập tinh không đảo thế lực người. Danh tự đã không thể thi, tuế nguyệt quá xa xưa, bây giờ tinh không đảo quyền hành là tinh thiên chân nhân chấp trưởng, thiên đế trung kỳ thực lực, không tính đỉnh cấp, nhưng muốn tự vệ là đầy đủ. Triệu Thiên Tường trước tiên phát bệnh tín phù, bẩm báo tinh không đảo các trưởng bối, muốn dẫn Diệp thần bái phỏng, cùng tại phù trong thư, nói rõ tối hôm qua đủ loại biến cố. Đương Diệp thần đi vào tinh không đảo thời điểm, liền thấy tinh không đảo cao tầng các lão giả, đều ra nghênh tiếp. Lão phu tinh thiên chân nhân. Cung nghênh luân hồi chi chủ đại giá. Một người cầm đầu lão giả, râu dài tóc trắng, người mặc đạo bào màu xanh nhạt, vừa thấy được Diệp thần đi vào, lập tức nổi lòng tôn kính, tiến lên chắp tay khom người nghênh đón. Tinh không đảo chư trưởng lão, càng là nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Diệp thần là thiên tổ người đại diện, bọn hắn là vô cùng công nhận. Diệp thần gật gật đầu, không muốn tại lễ tiết bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, liền hướng tinh thiên chân nhân nói, kính chào lão tiền bối. Lại hướng chư trưởng lão nói, chư vị mau dậy đi. Tất cả trưởng lão liền đứng dậy, tinh thiên chân nhân khẽ vuốt cằm, con mắt nhắm lại, trên dưới dò xét Diệp thần, chỉ cảm thấy Diệp thần nhìn như bình thường tu vi phía sau, ẩn giấu đi biển cả thâm thúy lực lượng, hắn cũng là âm thầm hài lòng cùng mừng rỡ gật đầu, nói ra. Luân hồi chi chủ, người quả thật là khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng A. Thiên tổ có người cái này truyền nhân, chắc hẳn hắn cũng có thể an tâm. Diệp thần nói. Lão tiền bối khen ngợi. Tinh thiên chân nhân ánh mắt liếc nhìn Triệu Thiên Tường, gương mặt lại là trầm xuống, nói, Thiên Tường, luân hồi chi chủ bảo ngươi trông coi tinh diên tiểu thư, ngươi lại làm cho nàng trốn thoát, ngươi sai lầm quá lớn, chính mình đi hắc tù đảo lãnh phạt đi. Triệu Thiên Tường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại cũng không dám trái lời, nói, vâng, đảo chủ. Liền vẻ mặt đau khổ, hướng Diệp thần cáo biệt, hướng phía xa chỗ một tòa đen thẫm đảo nhỏ bay đi. Tinh thiên chân nhân ánh mắt chuyển hướng Diệp thần, lại trở nên vẻ mặt ôn hòa, cười nói, luân hồi chi chủ, mời, ta đã dọn xong yến hội, thay ngươi bày tiệc mời khách. Diệp thần gật gật đầu, lúc này đi theo tinh thiên chân nhân, đạp vào một tòa trường kiều, cái này trường kiều liên thông tinh thiên hồ các nơi hòn đảo, tinh thiên chân nhân mang theo Diệp thần, nhanh chân đi đến trung tâm tinh không đảo bên trong, dẫn Diệp thần đi vào tinh không đảo sơn môn chủ điện. Đây là một tòa to lớn cung điện. Trong cung điện sớm bày xong mỹ vị món ngon. Diệp thần đi vào ngồi xuống, qua 3 lần rượu, hắn còn chưa mở miệng, tinh thiên chân nhân đã ngừng cắp thở dài. Luân hồi chi chủ, nếu là tinh diên tiểu thư, thật bị thiên không thú hoàng hoán đi, vậy nhưng liền phiền toái. Diệp thần nói, kia thiên không thú hoàng, đến cùng là bực nào tồn tại, còn xin lão tiền bối nói rõ, ta chỉ nghe nói qua thập vĩ thần thú, là tâm ma của hắn, nhưng cụ thể nhân quả như thế nào? Lại chưa từng biết được. Tinh thiên chân nhân khoát tay một cái nói, không phải, bây giờ nguy hiểm không phải thiên không thú hoàng, là sáng đạo cung, là đạo huyền tổ sư. Diệp thần sững sờ, nói, cái gì? Tinh thiên chân nhân trầm giọng nói, coi như tinh diên tiểu thư, thật nhận thiên không thú hoàng pho tượng kêu gọi, nhưng đợi nàng bước vào sáng đạo nhai địa giới về sau, nàng cũng là không thể nào tới gần pho tượng, sáng đạo cung người, sẽ lập tức đưa nàng bắt lại. Diệp thần nói, vì sao? Tinh thiên chân nhân nói, tinh diên tiểu thư, thân phận quá đặc thù, nàng thế nhưng là khương thánh nữ nữ nhi duy nhất a. Sáng đạo cung bắt lấy nàng, liền có một con tin, một lá bài tẩy, có thể đem ra áp chế khương thánh nữ. Diệp thần nói, tựa hồ, đúng là như thế. Tinh thiên chân nhân thở dài một tiếng, nói tiếp, luân hồi chi chủ, ta nói cho ngươi nói bây giờ sáng đạo nhai thế giới tình huống, ta tinh không đảo cùng kiếm vũ điện, kết thành liên minh. Chúng ta cương thổ chủ yếu tại phía Bắc, cho nên gọi Bắc Minh.
Mà Sáng Đạo Cung cùng Thiên Hằng giáo phái, bọn hắn cũng kết minh, bởi vì địa bàn của bọn hắn chủ yếu tại phía Nam, liền gọi Nam Minh. Nam Minh Bắc Minh, song phương lấy Sáng Đạo Nhai làm ranh giới, không biết tranh đấu tàn sát đã bao nhiêu năm, song phương có thể nói là thế thành nước lửa, thậm chí nhiều lần tạo thành đại quy mô thương vong, để chúng ta võ đạo đều không thể tiến thêm một bước. Diệp Thần gật đầu nói, bốn thế lực lớn, chia hai phái liên minh đánh giết, ta cũng có biết một hai, chỉ là không biết tranh đấu từ đâu mà lên. Tinh Thiên Chân Nhân nói, tranh đấu bắt đầu từ Thiên Không Thú Hoàng pho tượng mà lên. Diệp Thần nói, Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy, năm đó Thiên Tổ cùng Đạo Huyền Tổ sư luận đạo, Đạo Huyền Tổ sư giải hoặc có công, giải khai Thiên Tổ tơ tình chi nghi ngờ, Thiên Tổ liền ban thưởng Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Hắn nói, chỉ cần Đạo Huyền Tổ sư có thể trấn áp pho tượng tà khí, liền có thể kế thừa thiên không mệnh cách. Nhưng Đạo Huyền Tổ sư chậm chạp không dám bắt đầu trấn áp, bởi vì hắn sợ chết, hắn sợ chính mình trấn áp thất bại, bị pho tượng tà khí phản phệ. Không chỉ là hắn sợ chết, chúng ta Sáng Đạo Nhai thế giới tất cả mọi người sợ chết. Thiên Tổ vẫn là đánh giá quá cao chúng ta những này vô thời không người thực lực, chúng ta cũng không phải bến bờ vũ trụ người, muốn trấn áp pho tượng kia tà khí, đỉnh cấp thiên đế, thậm chí siêu phẩm thiên đế, thậm chí là không thể nói cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được a. Diệp Thần nói, cái gì, Thiên Không Thú Hoàng pho tượng, tà khí cư nhiên như thế kinh dị, liền không thể nói cường giả, cũng không thể trấn áp sao? Tinh Thiên Chân Nhân nói, đương nhiên, Thiên Không Thú Hoàng, đây chính là 72 trụ thần một trong a. Như thế vĩ đại chí cao, pho tượng kia hay là hắn một chút thịt thân hài cốt chế tạo, tà khí cực kỳ khủng bố, muốn trấn áp lại nói nghe thì dễ. Thiên Tổ thật là đánh giá quá cao chúng ta. Pho tượng này tồn tại, không ngừng phóng thích tà khí, mỗi đến tối, linh thú liền lại nhận tà khí ô nhiễm, hóa thân thành hung thú, khắp nơi tứ ngược, mà lại cách mỗi vạn năm, tà khí tích lũy thành tà chướng, linh thú chịu ô nhiễm, càng là vô cùng kinh khủng, hóa thân hung thú về sau, lại hội tụ thành thú triều, có thể xưng thiên tai. Cái này thú triều thiên tai, chính là ta Sáng Đạo Nhai thế giới vạn năm một lần kiếp nạn. Mỗi lần thiên tai đều sẽ kéo dài hơn một tháng thời gian, đằng sau xuất hiện hung thú, sẽ càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng thậm chí cường đại đến không ngớt đế đều khó mà chống lại. Mỗi khi thú triều thiên tai bộc phát, ta Tinh Không Đảo, Kiếm Vũ Điện, còn có Thiên Hằng giáo phái, thậm chí là Đạo Huyền Tổ sư chính hắn Sáng Đạo Cung, đều muốn đóng chặt cửa nẻo, mở ra đủ loại phòng thủ đại trận, miễn bị thú triều trùng kích. Nhưng thú triều thiên tai, càng đi về phía sau càng khủng bố hơn, mặc kệ chúng ta như thế nào phòng thủ, tổng sẽ xuất hiện tử thương, có thể nói là khổ không thể tả. Diệp Thần chấn động trong lòng, hồi tưởng lại tối hôm qua thú triều, đầu kia cường đại nhất hỗn độn ma viên, trên thực tế chỉ là một đầu tiểu linh hầu, lây dính thú hoàng pho tượng tà khí về sau, liền hóa thân thành hỗn độn ma viên, trong tay cầm hai cây cây nhỏ nha, đều có thể biến thành ngập trời chiến phủ, hắn cũng là cảm thấy kinh dị, hỏi. Lần này thú triều thiên tai bộc phát, đã là bao lâu? Tinh Thiên Chân Nhân thở dài. Tối hôm qua là ngày đầu tiên, có chút vội vàng đột phát, so ta dự đoán thời gian muốn trước thời hạn hơn nửa tháng, luân hồi chi chủ, đoán chừng là ngươi giáng lâm, khí tức quấy thiên địa, sớm đã dẫn phát thú triều. Diệp Thần nói, thật sao, kia thật là của ta tội trạng. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đó cũng không phải, coi như ngươi không giáng lâm, chậm một chút thú triều thiên tai vẫn là phải bộc phát, chỉ cần kia thú hoàng pho tượng, một ngày không hủy đi, thiên tai liền sẽ không đình chỉ. Ta Tinh Không Đảo có một kiện thần vật, chỉ cần hiến tế, liền có thể hủy đi pho tượng kia, nhưng Đạo Huyền Tổ sư từ đầu đến cuối không chịu đồng ý, hắn vẫn là mơ ước chính mình một ngày kia, có thể trấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, kế thừa thiên không mệnh cách, tiến mà phi thăng bến bờ vũ trụ. Mộng đẹp của hắn càng làm càng sâu, đã là không có thuốc chữa, cho nên Ta Tinh Không Đảo cùng Kiếm Vũ Điện tạo thành Bắc Minh, mới cùng bọn hắn tranh đấu không ngớt. Diệp Thần nghe xong Tinh Thiên Chân Nhân, cũng là đại khái hiểu, nói, ta hiểu được, lão tiền bối, liền là các ngươi Bắc Minh muốn hủy đi pho tượng, nhưng Nam Minh không chịu, cho nên song phương thế thành nước lửa, không ngừng tranh đấu chém giết. Tinh Thiên Chân Nhân gật đầu nói, đúng là như thế. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, lại nói, lão tiền bối, người mới vừa nói thiên không mệnh cách, tựa hồ. Là thiên đạo lục mệnh một trong A. Thiên đạo ma phương có 6 mặt, mỗi một mặt đều điêu khắc thần bí đại đạo pháp tắc, 6 mặt pháp tắc. Theo thứ tự là, sinh sinh đạo, tử hồn đạo, thiên không đạo, vũ trụ đạo, vận mệnh đạo, sát lục đạo. Cái này 6 mặt pháp tắc,
chính là trong truyền thuyết thiên đạo lục mệnh. Tinh Thiên chân nhân nói, không sai, thiên không mệnh cách, chính là thiên đạo lục mệnh một trong, thuộc thiên không đạo, năm đó thiên không thú hoàng sau khi chết, linh hồn của hắn rơi vào hủy diệt quang hải, tiếp nhận vô biên dày vò cùng tra tấn, nhưng hắn khí huyết, đạo thống của hắn, pháp tắc của hắn, rất nhiều thứ đều hóa thành linh khí, bị thiên đạo ma phương hấp thu, cuối cùng hóa thành đặc thù pháp tắc, khắc sâu tại ma phương phía trên. Hắn một chút còn sót lại huyết nhục, tràn ngập cực kỳ khủng bố tà khí, thiên tổ sợ tai họa chúng sinh, liền thu thập lại, rèn đúc thành một bộ pho tượng, chính là bây giờ đứng sừng sững ở sáng đạo nhai đỉnh núi pho tượng kia. Nếu là có thể trấn áp pho tượng kia tà khí, liền có thiên đạo chúc phúc, kế thừa thiên không mệnh cách. Diệp thần nói, thiên không mệnh cách, rất lợi hại phải không? Kia đạo huyền tổ sư, đã nhiều năm như vậy, còn nhớ mãi không quên, từ đầu đến cuối không chịu hủy đi pho tượng mặc cho tà khí tứ ngược, thú triều thiên tai kéo dài, chính hắn cũng muốn chịu khổ, hà tất phải như vậy. Thiên đạo lục mệnh, Diệp thần cũng kế thừa nhất mệnh, chính là vũ trụ mệnh cách. Cái này vũ trụ mệnh cách, đích thật là cường đại, ẩn chứa thời gian không gian pháp tắc vô thượng áo nghĩa, nhưng tuyệt sẽ không nhường Diệp thần mê luyến đến điên cuồng tình trạng. Mà đạo huyền tổ sư, lại là điên cuồng. Tinh Thiên chân nhân nói, đương nhiên lợi hại, đây chính là thiên đạo lục mệnh một trong A. Luân hồi chi chủ, người kế thừa vũ trụ mệnh cách, nhưng chính người cuối cùng chỉ là thiên nguyên cảnh, còn không thể hoàn toàn phát huy cái này mệnh cách lực lượng. Nếu là tương lai người bước vào thần vương, thậm chí thiên đế cảnh giới, người liền biết thiên đạo lục mệnh lợi hại đến mức nào. Người suy nghĩ một chút, bây giờ vô thời không cường đại nhất hai người, nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế. Bọn hắn một cái là sinh sinh đạo hóa thân, một cái là tử hồn đạo hóa thân, bọn hắn các chấp trưởng lấy thiên đạo lục mệnh một trong, liền có thể khinh thường toàn bộ vô thời không. Thiên đạo lục mệnh nội tình cùng năng lượng, ngươi bây giờ cảnh giới không đến, trải nghiệm không sâu, về sau ngươi liền biết đến cỡ nào không hợp thói thường cùng kinh dị. Liền xem như nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế, cũng còn không có phát huy ra chính mình mệnh cách chân chính lực lượng đâu. Diệp thần thân thể chấn động, nói. Nguyên lai thiên đạo lục mệnh, lại cường đại như vậy sao? Ân, là ta kiến thức nông cạn. Tinh Thiên chân nhân trầm ngâm một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự một chút, vẫn là nói, luân hồi chi chủ, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn thiên không thú hoàng bộ dáng của ban đầu, hiện tại sáng đạo cung bên kia, đạo huyền tổ sư muốn dựa vào huyền vũ mảnh vỡ thủ hộ chi lực, cường hoành trấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, nhưng hắn cũng không phải luân hồi chi chủ. Làm sao có thể trấn áp đạt được? Ta trước dẫn người đi nhìn nhìn thiên không thú hoàng, người chính mình nhìn xem, có nắm chắc hay không trấn áp hắn pho tượng tà khí, ai, kia tà khí thật. Người có thể trấn áp, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, không phải hiến tế ta tinh không đảo thần vật, một cái tổn thất quá lớn, thứ hai trực tiếp hủy đi pho tượng, tà khí bộc phát, chỉ sợ cũng phải dẫn phát một lần cực kỳ khủng bố tai họa. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, huyền vũ mảnh vỡ. Bây giờ là trong tay đạo huyền tổ sư. Tinh Thiên chân nhân nói, xem như, trước đây huyền vũ đế quân trốn vào giới này, lập tức đi ngay đầu nhập vào đạo huyền tổ sư, hắn nguyện ý giao ra huyền vũ mảnh vỡ, chỉ cầu đạo huyền tổ sư bảo hộ tính mạng hắn, không bị ngươi giết chết. Nếu là đạo huyền tổ sư chấp trưởng huyền vũ mảnh vỡ, thật sự là hắn có như vậy một chút xíu khả năng, dựa vào huyền vũ thủ hộ chi lực, trấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, nhưng hắn dù sao không phải luân hồi chi chủ a. Người cái này chính hiệu luân hồi chi chủ ở đây, coi như muốn trấn áp tà khí, cũng là người xuất thủ cho thỏa đáng. Diệp thần có chút buồn bực nói, ta cùng kia huyền vũ đế quân chưa từng gặp mặt, cũng không nói muốn giết hắn, hắn đã nguyện ý giao ra huyền vũ mảnh vỡ, vì sao không trực tiếp giao cho ta. Vì cái này huyền vũ mảnh vỡ, Diệp thần trải qua bôn ba, nào nghĩ tới huyền vũ đế quân dễ dàng như thế, lại liền muốn đem mảnh vỡ giao cho người bên ngoài. Tinh Thiên chân nhân cười nói. Ngươi đi lại võ huân chiến tích quá mức lóa mắt, huyền vũ đế quân tâm sinh sợ hãi bị ngươi gạt bỏ, cũng là không gì đáng trách. Mà lại hắn tại Nam Châu Thiên, làm ác gặp rắc rối quả thực không ít, cũng sợ bị ngươi thẩm phán trách phạt, dù sao ngươi bây giờ, thế nhưng là thẩm phán chi chủ thiên pháp lộ tháng. Khụ khụ, hảo hữu chí giao a. Đối thiên tổ thất giới người mà nói, thiên pháp lộ tháng có thể nói là trên danh nghĩa thủ lĩnh, dù sao cái gọi là thiên tổ thất giới. Trên thực tế là bảo vệ lấy thương linh thuốc giới vận chuyển, kia thương linh thuốc giới mới là hạch tâm. Tuy nói tại thiên tổ ẩn độn về sau, cỗ này hạch tâm cùng phụ thuộc quan hệ, đã triệt để vỡ vụn, nhưng bất kể như thế nào, tại thiên tổ thất giới trong lòng của người ta,
Thiên Pháp Lộ Thắng vẫn là chiếm cứ lấy cực nặng phân lượng. Thẩm phán chi chủ uy danh, mọi người đều biết, tất cả phạm phải sai lầm người, đều sợ hãi lọt vào Thiên Pháp Lộ Thắng thẩm phán. Mà Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Thắng, quan hệ quá mật thiết, tại thiên tổ thất giới rất nhiều người trong mắt, Diệp Thần cũng là chấp trưởng thẩm phán vĩ đại tồn tại, cho nên Huyền Vũ Đế Quân đối Diệp Thần, cũng là phi thường sợ hãi. Tại Nam Châu Thiên thời điểm, Huyền Vũ Đế Quân giết chết Lan Tâm Nhụy, cướp đi pháp tắc thần thạch, không biết xông ra nhiều ít tội ác, hắn nơi nào còn dám đối mặt Diệp Thần. Diệp Thần minh bạch, Huyền Vũ Đế Quân như thế sợ hãi hắn, loại trừ hắn đi lại huy hoàng chiến tích bên ngoài, cũng bởi vì hắn đứng phía sau Thiên Pháp Lộ Thắng, hắn lắc đầu thở dài. Ai, nếu là kia Huyền Vũ Đế Quân, thật nguyện ý giao ra Huyền Vũ mảnh vỡ, ta cũng có thể tha thứ hắn trước kia sai lầm, bây giờ hắn đầu nhập vào đạo Huyền Tổ Sư, nhân quả lại trở nên phức tạp. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy a, hắn rơi xuống đạo Huyền Tổ Sư trong tay, kia rất nhiều chuyện liền không phải do hắn, bây giờ đạo Huyền Tổ Sư ngay tại bố cục, muốn đem Huyền Vũ Đế Quân thân thể cùng linh hồn, chia cắt ra tới. Huyền Vũ Đế Quân thân thể, liền là Huyền Vũ mảnh vỡ bản thân. Nhưng linh hồn lại là độc lập, hắn nguyện giao ra thân thể của mình, chỉ cầu linh hồn đạt được che chở, vĩnh sinh bất tử. Diệp Thần cười ha ha, nói, cái này Huyền Vũ Đế Quân ngược lại là nhát như chuột, vì cầu sống tạm, thế mà liền thân thể của mình đều muốn dứt bỏ sao. Tinh Thiên Chân Nhân khoát khoát tay, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi phải biết, không phải mỗi người đạo tâm, cũng giống như ngươi cường đại như vậy, Huyền Vũ Đế Quân bỏ qua nhục thân, bảo tồn linh hồn. Tại áp lực thật lớn dưới, cũng vẫn có thể xem là tráng sĩ chặt tay đại phách lực tiến hành. Diệp Thần nhún nhún vai nói, ta cũng không cho hắn cái gì áp lực, là chính hắn suy nghĩ lung tung. Tinh Thiên Chân Nhân thở dài, tốt, không nói trước cái này, người đi theo ta, ta dẫn người đi xem nhìn thiên không thú hoàng ban sơ thân ảnh. Nói, Tinh Thiên Chân Nhân liền đứng dậy, hướng nội điện đi đến. Diệp Thần cũng đứng dậy, tòa bên trong chư trưởng lão cũng hoảng vội vàng đứng dậy cùng hắn tạm biệt. Hắn chắp tay cảm ơn về sau, liền đi theo Tinh Thiên Chân Nhân, tiến vào trong nội điện. Chỉ gặp Tinh Thiên Chân Nhân đi vào nội điện về sau, đi đến một cái giá phía trước, đem trên kệ bình hoa chuyển động một cái, liền nghe răng rắc một trận vang, giá đỡ phía sau vách tường mở ra một đạo cửa ngầm. Luân Hồi Chi Chủ, mời. Tinh Thiên Chân Nhân làm cái mời giấu tay xin mời, chính mình trước đi vào ám bên trong, biến mất tại trong bóng tối. Diệp Thần sau đó mà vào. Chỉ thấy cửa ngầm sau là một đầu cầu thang, thông hướng phía dưới. Nguyên lai ở phía dưới có một cái tầng hầm, bố trí từng đạo tụ linh phù, quang minh phù, thanh tâm phù, làm cho toàn bộ tầng hầm, sáng trưng một mảnh, không khí cũng mười phân rõ thoải mái. Ở phòng hầm trung ương, có một cái tinh xảo bệ đá, trên bệ đá trưng bày một viên thủy tinh cầu, hình cầu bên trong ánh sao lấp lánh, như ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí, có chút huyền diệu. Đây là, Diệp Thần ánh mắt ngưng lại. Nhìn xem kia thủy tinh cầu. Tinh Thiên Chân Nhân nói ra, đây là ta Tinh Không Đảo sư tổ, lưu lại thủy tinh cầu, năm đó sư tổ là thiên tổ bốn vị tay sai một trong, nghe thiên tổ nói qua rất nhiều thế giới bên ngoài truyền kỳ cố sự, những này cố sự cùng truyền kỳ, đều ghi lại ở cái này trong thủy tinh cầu, rất nhiều ghi lại ở tuế nguyệt mài mòn dưới, đã di thất, nhưng duy chỉ có quan tại thiên không thú hoàng ghi chép, chưa từng ma diệt mảy may, có thể là bởi vì thiên không thú hoàng pho tượng, liền ở cái thế giới này đi. Diệp Thần gật gật đầu, chỉ thấy Tinh Thiên Chân Nhân chậm rãi chuyển động thủy tinh cầu, đem thủy tinh cầu điều chỉnh đến vị trí thích hợp, lại đem tự thân linh khí quán thâu đi vào. Ông, tại Tinh Thiên Chân Nhân linh khí quán thâu trở ra, toàn bộ thủy tinh cầu liền tách ra từng sợi quang mang trong suốt, chiếu rọi toàn bộ tầng hầm, như mộng huyễn hình chiếu, lại cực kỳ chân thực, thế mà làm cho cả tầng hầm biến thành một cái chân thực kỳ huyễn thế giới. Đây là một mảnh hoang vu hỗn độn thế giới. Một tia thê lương gió phá tại Diệp Thần trên gương mặt, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy vô biên hoang mạc cùng vách núi, đại địa bên trên lưu động bạo loạn gió, không có một tia sinh mệnh vết tích. Thế giới này, Diệp Thần có chút ngạc nhiên nhìn xem cái này hoang vu thế giới. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đây là phản thiên thế giới ban sơ thế giới, vẫn là vô cùng hỗn độn tồn tại, không có bầu trời, không có nhật nguyệt, hỗn độn mà hoang vu. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía. Mảnh thế giới này đích thật là vô cùng hỗn độn, không có bầu trời tồn tại, đại địa bên trên mặt là một tầng nặng nề vẻ lo lắng cùng chọc khí. Tại vô biên hỗn độn cùng hoang vu bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, kia là một cái mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong thiếu niên nam tử, hắn chưa hề biết phương xa đi tới cái này hoang vu thế giới.
Người kia là ai? Là Thiên Không Thú Hoàng. Diệp Thần hỏi. Đúng thế, Tinh Thiên Chân Nhân đáp. Diệp Thần ngưng mắt nhìn xem Thiên Không Thú Hoàng, không nghĩ tới Thiên Không Thú Hoàng ngoại hình, lại là như thế một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Tinh Thiên Chân Nhân lại nói, Thiên Không Thú Hoàng ban sơ không gọi Thiên Không Thú Hoàng, tại còn không có sáng tạo ra dã thú sinh linh trước đó, hắn gọi Thiên Không Thiếu Hoàng, người bây giờ thấy được, liền là hắn Thiếu Hoàng lúc bộ dáng, hắn trụ thần pháp tắc cùng dã thú không quan hệ, chỉ cùng bầu trời có quan hệ. Thiên Không pháp tắc, đại biểu cho tự do cùng bao dung, còn có thủ hộ, sinh mệnh từ khắp mặt đất sinh ra, nhưng nếu như không có bầu trời thủ hộ, trong vũ trụ hỗn độn, hư vô, lan ra, ánh sáng, đủ loại thiên thạch, đủ để nhẹ nhõm đem sinh mệnh phá hủy. Thiên Không Thú Hoàng muốn sáng tạo sinh mệnh, vậy hắn trước hết chống ra một khoảng trời, bảo đảm hắn sáng tạo sinh mệnh, sẽ không bị trong vũ trụ đủ loại nguy hiểm bóp chết. Diệp Thần nghe Tinh Thiên Chân Nhân, chỉ cảm thấy một cỗ tuyên cổ thần bí. Liền thấy kia nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cũng chính là Thiên Không Thú Hoàng, hắn từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, từ trong bình ngọc nghiêng đổ ra từng sợi màu xanh biếc linh dịch, đổ vào hoang vu bên trong lòng đất. Chỉ gặp kia màu xanh biếc linh dịch, rót vào đại địa về sau, nguyên bản hoang vu đại địa, lập tức bắn ra sinh cơ bừng bừng, một gốc thanh liên phá đất mà lên, mạnh mẽ sinh trưởng, ầm ầm cất cao, lại chống ra hỗn độn, trèo chống ra hoàn toàn u ám thương thiên. Nhìn thấy cái này gốc thanh liên chống lên, Diệp Thần lập tức giật nảy cả mình, nói, đây là sáng thế thanh liên, nơi này là nguyên sơ thế giới. Cái này gốc thanh liên, Diệp Thần thực sự quá quen thuộc, đó chính là sáng thế thanh liên, truyền thuyết ban sơ chống lên nguyên sơ thế giới hỗn độn vĩ đại tồn tại. Về sau thanh liên đạo tổ, liền là sáng thế thanh liên hóa thân. Sáng thế thanh liên chống ra nguyên sơ thế giới, sinh sôi ra vô số cường giả, thanh liên đạo tổ, đời thứ nhất thảo thần Tử Lan, thiên mẫu nương nương, độc thủ dược thần, hoa tổ Mặc Uyên Mạn Đà, bá đao thương lôi, kiếm tử Tiên Trần, thậm chí còn có sửu thần, cũng là từ nguyên sơ thế giới đản sinh. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, cái này thủy tinh cầu hình chiếu ra thế giới, lại chính là nguyên sơ thế giới, Thiên Không Thú Hoàng ban sơ giáng lâm đến nơi đây. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy, đây chính là nguyên sơ thế giới, phản thiên thế giới đản sinh ra thứ một cái thế giới. Thiên Không Thú Hoàng vừa mới khuynh đảo linh dịch, trên thực tế là sáng thế chi thụ linh khí sở hóa, kia sáng thế thanh liên, liền là sáng thế chi thụ linh khí biến thành thần vật, tuy nói không thể cùng chân chính sáng thế chi thụ so sánh. Nhưng muốn chống ra hỗn độn, sáng tạo ra một phiến thế giới, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Thần có chút chấn động, không nghĩ tới nguyên sơ thế giới khởi nguyên, có thể truy tố đến như thế xa xôi. Liền thấy sáng thế thanh liên, chống ra hỗn độn, mở ra một mảnh thương thiên về sau, Thiên Không Thú Hoàng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, là lúc này rồi. Chỉ gặp trên người hắn, bắn ra từng sợi u ánh sáng màu xanh lam, quang huy bay thẳng thiên khung, liền để u ám thương thiên hóa thành màu xanh thẳm, óng ánh sáng long lanh như bảo thạch, lộ ra thâm thúy mà mênh mông, bao la hùng vĩ mà vĩ đại. Tinh Thiên Chân Nhân nói, như người thấy, ban sơ sáng thế thanh liên, chống ra hỗn độn về sau, bầu trời cũng không phải là trước tiên liền hình thành, là Thiên Không Thú Hoàng dùng lực lượng của mình, gia tốc bầu trời hình thành. Bầu trời này tựa như một cái nắp nồi bự, bảo bọc đại địa bên trên sinh linh, có bầu trời che chở, liền có thể phồn vinh sinh trưởng. Chỉ gặp nguyên sơ thế giới trong tấm hình, Thiên Không Thú Hoàng tại bồi dưỡng ra sáng thế thanh liên, chống lên bầu trời về sau, hắn liền cắt vỡ lòng bàn tay của mình, huy sái ra máu tươi, máu nhuộm thương thiên, thiên đạo hạ xuống chúc phúc, từng đạo huyết quang bao phủ đại địa, liền dần dần tư nuôi thành sinh mệnh. Thiên Không Thú Hoàng sáng tạo sinh mệnh, cũng không phải là trống rỗng sáng tạo, mà là muốn dựa vào thiên đạo, dù sao phản thiên thế giới, là thiên đạo bao phủ thế giới, nghĩ duy trì thế giới này ổn định không sụp đổ. Liền không thể tùy tiện vượt qua thiên đạo quy củ. Chỉ gặp Thiên Không Thú Hoàng sáng tạo ra sinh mệnh, chính là từng đầu phi cầm tẩu thú, những này phi cầm tẩu thú tại nguyên sơ thế giới bôn tẩu, lập tức nhường hoang vu nguyên sơ thế giới, tràn đầy sinh cơ. Thiên Không Thú Hoàng thỏa mãn nhìn xem một màn này, tiếp tục huy sái máu tươi, sáng tạo ra càng nhiều dã thú sinh mệnh, hắn máu tươi tiêu hao quá nhiều, dung mạo liền dần dần già đi, không còn là người thiếu niên bộ dáng, mà là biến thành một nửa lão chưa lão trung niên nhân. Hắn cởi sạch hoa lệ áo bào, đổi lại một thân gia thú, cùng dã thú làm bạn, tự giải trí. Diệp Thần lặng lặng nhìn xem một màn này, nói ra, cái này Thiên Không Thú Hoàng, nhìn cũng không giống là có cái gì tâm ma bộ dáng. Tinh Thiên Chân Nhân cười khổ nói, ngươi tiếp tục xem tiếp.
Diệp Thần ừ một tiếng, tiếp tục xem tiếp đi. Phong vân lưu chuyển, tuế nguyệt tang thương, cũng không biết trải qua bao lâu, thiên không thú hoàng sáng tạo dã thú thế giới, đột nhiên sinh ra dị biến. Chỉ gặp kia sáng thế thanh liên, run run một hồi, ánh sáng xanh dâng lên, cuối cùng lại thu nhỏ lại, lắc lư biến đổi, liền biến thành một người, người kia chính là Thanh Liên Đạo Tổ. Đối Diệp Thần tới nói, Thanh Liên Đạo Tổ có thể nói là vô cùng quen thuộc, là bá đao thương lôi cùng độc thủ dược thần sư phụ, là thiên mẫu nương nương trượng phu, mà Diệp Thần chính mình, thậm chí cũng có thể xem như Thanh Liên Đạo Tổ truyền nhân, kế thừa chín cánh kim liên. Thanh Liên Đạo Tổ giáng sinh, cùng thiên không thú hoàng cùng tồn tại một cái thế giới, một màn này hình tượng, lại là lộ ra 10 phần hiếm lạ. Thiên không thú hoàng thấy được Thanh Liên Đạo Tổ giáng sinh, cũng lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc, hét lớn, người, là người. Làm sao có thể, là ai sáng tạo ngươi tới? Mọi người trong nhà A, cho ta ăn hắn. Khi nhìn đến Thanh Liên Đạo Tổ sinh ra về sau, thiên không thú hoàng trước nay chưa từng có hoảng sợ, thậm chí không nói hai lời, trực tiếp liền điều động ngàn vạn hung thú, điên cuồng hướng về Thanh Liên Đạo Tổ đánh giết mà đi, muốn đem hắn xé nát. Thanh Liên Đạo Tổ nhìn thấy dã thú cuồn cuộn đến, không chút nào hoảng, hắn vung tay lên, kêu một tiếng, lão quân giúp ta. Liền có ức vạn đạo thanh liên kiếm khí, từ trong tay hắn bạo sát mà ra, đem phía trước cuồn cuộn gào thét mà đến hung thú, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Thiên không thú hoàng sợ hãi, tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, hắn không thể trực tiếp hướng Thanh Liên Đạo Tổ động thủ, nếu không quy tắc muốn sụp đổ, phản thiên thế giới rất có thể muốn hủy diệt, đến lúc đó hắn liền là tội nhân lớn, tiếp nhận không cách nào tưởng tượng to lớn đại giới. Ầm ầm, thiên không thú hoàng lại gọi đến đếm không hết cự thú, muốn đem Thanh Liên Đạo Tổ dẫm chết. Lão quân giúp ta. Thanh Liên Đạo Tổ ánh mắt sắc bén, phía sau phảng phất có cái gì ý chí cường đại trợ lực, hắn một mạch hóa vạn kiếm, mặc kệ thiên không thú hoàng điều đến nhiều ít hung thú, hắn đều chém chết. Đáng chết, Nam Hoa lão quân, là ngươi, ngươi dám tạo ra con người, thật sự là không sợ chết a. Thiên không thú hoàng phẫn nộ kêu to, mình không thể tự mình xuất thủ tình huống dưới, hắn không cách nào lại cùng Thanh Liên Đạo Tổ đánh nhau, đành phải thối lui. Thanh Liên Đạo Tổ ánh mắt sắc bén, kiếm khí không dứt, quét ngang nguyên sơ thế giới, lần lượt đem tất cả hung thú chém hết, phía sau hắn xuất hiện từng đạo bóng người, những người này không biết từ đâu mà tới. Diệp Thần đơn thuần nhìn xem cái này cổ xưa thiên cơ hình tượng, cũng vô pháp phán đoán, chỉ thấy được thật nhiều người xuất hiện, một chút là thiên đạo sinh dưỡng, một chút là Thanh Liên Đạo Tổ sáng tạo, còn có một số không biết là từ đâu giáng lâm. Tóm lại, thiên thiên trăm trăm nhân khẩu xuất hiện, nhưng nguyên sơ thế giới thành lập được ban sơ bộ lạc, Thanh Liên Đạo Tổ liền là thủ lĩnh, hắn dẫn đầu tộc nhân mở cương thổ, chém giết hung thú, dần dần thành lập văn minh hỏa chủng, trong lúc đó thiên không thú hoàng, nhiều lần sáng sinh hung thú tập kích, nhưng đều không công mà lui. Diệp Thần nhìn thấy thiên không thú hoàng, khắp nơi nhằm vào Thanh Liên Đạo Tổ, trong lòng 10 phần nghi hoặc, hỏi, làm sao thiên không thú hoàng, giống như hận không thể đem Thanh Liên Đạo Tổ chém thành muôn mảnh giống nhau. Tinh Thiên Chân Nhân thở dài một tiếng, nói, bởi vì Thanh Liên Đạo Tổ là người A, tại phản thiên thế giới, vốn là không có người tồn tại, nhân thể có được hoàn mỹ nhất trật tự, nhưng 72 trụ thần, ai cũng không dám tạo ra con người, bởi vì một khi đem người sáng tạo mới tới về sau, người liền có khả năng tu luyện, liền có khả năng nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ thế giới, kia phản thiên thế giới liền muốn sụp đổ, thậm chí trụ thần chính mình cũng có thể là nhận trùng kích. Nhưng không có người thế giới, không có ý nghĩa, sáng thế muốn có được thái sơ tán thành, nhất định phải tạo ra con người là đại công đức, nhưng ai cũng không dám đi một bước, thẳng đến Nam Hoa lão quân xuất thủ. Diệp Thần run lên trong lòng, nói, Nam Hoa lão quân. Hắn nghĩ tới, Nam Hoa lão quân, chính là sáng sinh chi trụ tư tưởng người. Tinh Thiên Chân Nhân nói, Nam Hoa lão quân, lại gọi nhân tổ. Là hắn trước hết nhất mạo hiểm, sáng tạo ra người, hắn tạo nên người, chúng ta vô thời không xưng là cổ thần, viễn cổ thời điểm chư thiên cổ thần tranh đấu, những cổ kia thần có rất nhiều đều không biết mình từ đâu mà đến, kỳ thật bọn hắn đều là Nam Hoa lão quân sáng tạo ra, Nam Hoa lão quân chính là nhân tổ. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, lẩm bẩm nói, nhân tổ. Hai chữ này, hắn chỉ cảm thấy phân lượng vô cùng nặng nề. Tinh Thiên Chân Nhân nói, bất quá, lúc mới bắt đầu nhất. Nam Hoa lão quân còn không dám trực tiếp tạo ra con người, hắn cầm sáng thế thanh liên thử tay nghề, lấy ý chí của mình, thôi động sáng sinh thanh liên biến hóa làm người, chính là Thanh Liên Đạo Tổ.
Thiên Không Thú Hoàng nhìn thấy Thanh Liên Đạo Tổ sinh ra, liền biết Nam Hoa Lão Quân muốn tạo ra con người, mà lại muốn giết sạch hắn sáng tạo dã thú. Bởi vì không đem dã thú hung thú toàn bộ giết sạch, người là không có cách nào sinh tồn. Nhưng những dã thú kia hung thú, đối Thiên Không Thú Hoàng tới nói, thế nhưng là mệnh căn tử tồn tại, là con của hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ con của mình bị người đổ sát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 565.